Chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thường. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải sách bài tập trắc nghiệm tiếng Anh của Mai Lan Hương, bài số 12, test 3 trang 74 nhé. Test 3. Rồi, bài đầu tiên của chúng ta đó là bài phát âm. Ok. Bây giờ chúng ta có này, như thế này, art. Rồi bland. Rồi plate, flat. Vậy thì ở đây chúng ta phân là câu C bởi vì câu C phát âm là A. Sang câu số 2, afraid, pepper, selection, smell. Cái chữ E này đọc là E, và đây là I, vậy khoanh mở câu C. Sang câu số 3, ripe, this, life, guideline. Vậy thì có 3 câu đọc là A và 1 câu đọc là I, thì khoanh vào câu B. Cereal, cheese, mint và steam giống nhau này, trong đây là cereal. Vậy chúng ta khoanh vào câu A. Câu số 5, slice, set và saw là chữ sờ, trong khi chữ này là sờ dài, sugar. Vậy thì chúng ta khoanh ở câu D nhá. Rồi, sang bài số 2 là mã, trang 75 các bạn. Tôi thích rau bó xôi. Đây là câu đồng tình rồi, đồng tình khẳng định bởi vì nó không có not. Vậy thì chúng ta sẽ xài chu hoặc là so. Vậy thì chúng ta xài câu C này, so do I. So do I hoặc là so am I. Tại sao chúng ta không chọn câu D được? Bởi vì ở đây nó không có động từ to be, chúng ta không thể xài động từ to be trong cái cấu trúc dưới đây. Chúng ta phải chọn câu C, xài trợ động từ. Sang câu số 7 này, có một sự lựa chọn rất là tốt về các loại thịt ở trên quầy. Ở đây chúng ta sẽ xài giới từ up, không tin các bạn lật sách giáo khoa ra. Câu số 8, could you, bạn có thể dọn bàn cho bữa trưa hay không? Dọn bàn là set the table các bạn. Sang câu số 9, hoa quả tươi và rau thì tốt cho bạn là tốt cho cái gì đó là good for, còn giỏi cái gì là good at. Sang câu số 10, tôi sử dụng điện thoại cô ấy mà không có, mà cô ấy không biết. Nhá. Ở đây chúng ta sẽ xài một cái động từ thêm ing, knowing. Sang câu số 11, thôi thật là một đứa bé mạnh khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái tính từ để nhét vào đây, bởi vì baby là danh từ, vậy chúng ta sẽ xài healthy. Sang câu số 12, chúng ta có thể ăn một cái lượng lớn hoa quả tươi và rau tươi. Ở đây amount sẽ đi với herb, a lot amount herb. Sang bài số 3 là mã các bạn, là bài tìm từ bị sai và sửa lại cho đúng. Bây giờ là đường thì mang tới năng lượng và bạn cảm thấy ít đói nhá. Ở đây chỗ nào sai? Đó là gì? Các bạn nhớ này, đằng sau feel là một tính từ bởi vì feel là động từ giác quan, đằng sau đó là một tính từ, nhưng mà ở đây là hungrily là trạng từ, chúng ta không thể xài cái trạng từ đấy được. Chúng ta phải bỏ ly đi, biến thành hungry. Sang câu số 14, những cái bụi bẩn ở trên rau có thể làm cho bạn bị ốm. Make cộng với tân ngữ cộng với tính từ thôi, không có thể xài danh từ sick ở đây, chúng ta xài sick thôi. Sang câu số 15, ăn những cái đồ ăn mạnh khỏe sẽ giúp cho bạn stay fit và healthy nhé, chứ không phải healthily, chúng ta sửa thành healthy. Sang câu số 16, her ăn gì cô ấy thêm một ít muối vào cái món dưa chuột và món dưa leo, ở đây sẽ là chu. Câu số 17, bạn nên nếm cái món ăn này một cách cẩn thận, cái đồ ăn này một cách cẩn thận trước khi bạn mang nó cho khách, ở đây sẽ là gì? Cái từ ở đây chúng ta phải xài gì? Xài carefully các bạn nhé, một cách cẩn thận. Rồi xong bài 4 là mã các bạn. Chúng ta sẽ điền những từ bên dưới vô này. We should have a balanced diet. Ở đây chúng ta chọn diet, chế độ ăn uống cân bằng. Chúng ta nên có một chế độ ăn uống cân bằng. Chúng ta nên ăn một cái lượng mà vừa phải về những cái chất béo hoặc là chất đường. Ở đây sẽ là moderate amount up. Sang câu số 2, ăn những cái đồ ăn mà xây dựng cơ thể giống như là thịt và những thực phẩm từ sữa. Câu số 3 này, ăn nhiều ngũ cốc, hoa quả và rau củ. Vậy thì cái từ balanced diet nghĩa là gì? Nó có nghĩa là ở đây min phải có sờ, bởi vì sao? Vì chủ ngữ số ít. Bạn ăn đa dạng đồ ăn, ăn đồ ăn mà đa dạng mà không có ăn quá nhiều ở đây. Đằng sau withdraw là động từ thêm ing, chúng ta chọn cái gì? Eating. Nhá, too much of anything. Ở đây chúng ta đang thiếu một cái danh từ. Một danh từ, chúng ta xem danh từ nào là câu 22 đúng không? Lật sang câu 22 này. Câu 22 các bạn, đó là moderation. Moderation các bạn nhé. Câu C, moderation thì rất là quan trọng. Cái liều lượng á, ăn cái mà đồ ăn là bạn thích mà không ăn quá nhiều, cái điều này giúp cho bạn stay fit. Các bạn chọn stay đây, stay fit and healthy. Đừng có quên tập thể dục nữa, ở đây là chu. Tất cả chúng ta cần phải tập thể dục theo sau những cái hướng dẫn này và thưởng thức đồ ăn bạn thích, thì đó là chìa khóa cho một cái phong cách sống khỏe mạnh. Đây chọn for nhé. Rồi chúng ta qua bài bên là bài đọc này.
Ở những trường học ở nước Anh thì có những bài học vào buổi sáng và những bài học vào buổi chiều. Rồi có rất nhiều học sinh ăn trưa ở trường. Trong ngôi trường này thì có hai loại súp và ba loại bữa bữa chính. Ở đó còn có hai cái tráng miệng và chọn đồ uống. Đồ ăn trong cái menu thì rất là healthy, mạnh khỏe đó. Ở đó có salad này và có rau. Ở đó không có khoai tây chiên, khoai tây chiên gì đấy, và không có kem hoặc là sô cô la. Một vài đứa trẻ ở trong những ngôi trường ở Anh á, thì không có ăn thịt heo, và những đứa trẻ đó không ăn thịt luôn. Những đứa trẻ đó chọn bữa ăn toàn rau, đó là nó ăn chay đấy. Ngày nay thì người đó gọi là gì? Đó là, ngày nay còn có những cái bánh chay hoặc là salad chay cho những đứa trẻ đó. Vậy thì chúng ta sẽ khoanh này. Học sinh người Anh ăn trưa ở đâu? Ở trường, chọn câu C. Câu 27 này. What is the food in this school like? Đồ ăn ở ngôi trường này như thế nào? It's healthy, nó mạnh khỏe. Cái từ healthy có nghĩa là gì? Đó là tốt cho sức khỏe. Câu 29 này. Có bao nhiêu món ăn chính? Món ăn chính ở đây chúng ta coi có mấy món ăn chính này. Three main courses. Ok. Rồi chọn three nhá. Rồi câu 30. Tại sao trẻ em chọn những cái bữa ăn mà ăn chay? Bởi vì chúng không ăn thịt heo, bởi vì thịt không tốt cho sức khỏe, bởi vì chúng là người ăn chay, bởi vì thịt rất đắt. Và chúng ta chọn câu C, bởi vì chúng là những người ăn chay. Chọn câu này đúng hơn là câu A. Rồi cái bài của chúng ta đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài test yourself. Goodbye. See you again.